Dạ vâng, em xin kính chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay nhà em lên phiên bán hàng ngày 8 tháng 9 năm 2024. Hôm nay em về được các mặt hàng là hàng trồn nguyên bản và trồn rời, có cả kiều mỡ gà, hàng của Lai Châu các bác nhé. Sau đây em đi đến từng mã để các bác tham khảo và ủng hộ cho gia đình nhà em. Trên tay em là một cây trồn nguyên bản. Đây, trồn các bạn ấy vừa chặt về các bác nhé. Hàng rất là đẹp. Hàng này là hàng trồn, nó cũng thuộc dạng chung, nó cũng không hẳn là ngắn các bác nhá. Đó, nó có một cây to, 1, 2, 3, 4, 5 cặp lá và một cây nhỏ như này các bác nhá. Đấy, hàng này nó rất là gọn gàng luôn. Lá thẳng đứng, không bị lỗi các bác nhá. À, có một cái lá này, con sâu nó ngậm này. Đó, cái mã này là mã số 24, em bán cho các bác 130.000. 130, chưa mất cái lá chân nào các bác nhá. Đây, năm hoa vừa rồi đấy ạ. Cái dòng này thì được cái là hoa của nó cũng lùn lùn thôi, nhưng mà nó sai bông của nó rất là đẹp các bác nhá. 130.000 mã 24. Hôm nay em về được thêm cây này nữa. 1 2 3 4 5 6 cặp lá các bác nhá. 6 cặp lá và cũng có một cây chồn con ở đây ạ. Đấy. Cây này nó cũng rất là xuất sắc luôn. Mã số 25 em cũng bán cho các bác 130.000, 130 các bác nhé. Đấy, các bác mua hai cây này về treo thì rất là đẹp luôn. 130.000 mã 25. Vâng ạ, sau đây em có một số cái mã kiều vuông các bác nhé. Các bác nhìn vuông này, kiều vuông là hàng của Lai Châu. Cái mã này là mã số 6, em bán cho các bác 190.000. Đây, có những dề như thế này ạ. Một dề này, hai dề và dề thứ ba các bác nhá. Đó, ba dề rất là đẹp như này. Em bán cho các bác 190.000 thôi. 190.000 mã số 6. Kiều cũng rất dễ sống các bác nhá. Em đi đến về ghép tưới bình thường thôi là cũng ra dễ rồi ạ. Kiều này là hàng nó rất là ưa cái than đấy các bác, cái than củi đấy. Để các bác ghép vào đấy chỉ sau một tuần thôi, các bác cắt sạch cái rễ này cho em. Sau đó là các bác ghép lên giá thể các bác nhá. Em đến với mã số 1, 120.000. Đây, một dề này, hai dề này. Hàng này là hàng thân lùn các bác nhá. Ba dề này, ba dề thứ tư. Đó, 120.000 mã số 1. Mã số 2 nó được rất là nhiều dề nhưng mà thân của nó hơi nhỏ các bác nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây, hoa của nó này các bác nhé. 10, 11, 12, 13, 13 dề các bác nhé. Cái hàng này thì nó tầm khoảng 30 cm các bác nhé. Đấy, hàng này là hàng rừng chứ không phải hàng gieo hạt như là cái hàng ở trong các miền khác các bác nhé. Mã số 2 em bán cho các bác 100.000 thôi. 100.000. Nó nhỏ nhưng nó vẫn ra hoa các bác nhé. Nó là kiều dạ dòng thân lùn đấy các bác. Mã số 3 cũng là 100.000. Đây, 1, 2 này các bác xem cái thân này rất là đẹp luôn. 3, đây cái dề này cũng thế, tuyệt vời luôn các bác nhé. 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 dề các bác nhé. 10 dề, mã số 3, 100.000. Đây, mã số 4. Mã số 4 này cũng có giá là 100.000. Hàng của nó vàng ươm các bác nhé. Cái này là nó được ăn nắng, ăn gió này. 1 dề, 2 dề, 3 dề, 4, 5, 6, 7, 8. Hàng này thì nó được tầm khoảng gần 40 cm. Mã số 4, 100.000 đồng. Mã số 5 em bán cho các bác 120.000. Đây, một dề. Đây, cái mã này thì dề của nó rất là to các bác nhá. Đây, cái dề này đẹp chưa? Đó, hai dề. Đó,
tròn xoe ba rể. Mã này em bán hơi rẻ đâu, 120.000 các bác nhá. Mã này rất là xung xuê, nhiều thân lắm luôn đấy các bác ạ. Nguyên một cái rể to này các bác ghép thành một gò được này, rồi ạ. Nguyên cái rể này bình thường nếu mà cái rể này em đã bán được 100.000 rồi. 120.000 các bác nhá. 120.000 mã số 5. Là mã số 7. Số 7 này có những cái rề sau này các bác này. Đây, cái này nhìn như là kiểu tím ấy các bác ạ. Đây là nhìn cái lá của nó rất là giống kiểu tím các bác nhá. Nếu mà về mà được kiểu tím thì các bác lại được ăn may. Đó, 1 rề, 2 rề, 3 rề như này. 3 rề như này em bán cho các bác 190.000. Đây, cái này thân chủ lá mít này các bác này. Đấy. Cái này thì em nhìn cái thân này nó rất là giống kiểu tím luôn. 3 rề như này em bán cho các bác 190.000 các bác nhá. Mã số 7. Mã rể có một rể làm biết các bác nhé. Mã số 8 nhà em có giá là 170.000. Đây, một rể, hai rể, ba rể và bốn rể các bác nhé. Bốn rể như này 170.000. Hàng của Lai Châu nó rất là đẹp các bác nhé. 170.000 mã số 8. Và mã số 9 của nhà em có giá là 110.000. Một rể, hai rề, ba rề, bốn rề thứ năm, năm rề và sáu rề các bác nhá. Sáu rề mã số 9, 110.000. Vâng, và sau đây sáu đâu? Sáu anh đi đến các cái mã chồn của nhà em các bác nhá. Chồn của nhà em hôm nay về toàn hàng chồn lá ngắn, lá thân lùn, lá xếp như này các bác nhá. Đấy, các bác sưu tầm hôm nay chồn rất là đẹp luôn. Mã số 10 của nhà em có giá là 180.000. Đây em có những cây sau. Một cây, hai cây. Đây các bác xem cái chồn lùn của nhà em nhé. Chồn lùn của nhà em hoa của nó rất là sai luôn. Hoa của nó giờ tầm 40 cm. Nhưng mà cái chùm hoa của nó rất là đẹp các bác nhé. Hai cây này, nhỏ nhỏ nhưng hoa rất là dài. Ba cây này. Đây, các bác xem cái mã này quá là đẹp luôn, 4 cây. Và cây thứ 5 các bác nhá. Đấy. Đây nó tầm 20 cm thôi các bác nhá. Đó. 5 cây như này. 2 3 4 và cây thứ 5. 180.000 mã số 10. Hàng mới về các bác nhá. Tức còn rất là tươi ạ. Mã số 11, mã số 11 nhà em có giá là 160.000. 110.000 em xin lỗi, em xin lỗi. Đây. Một cây, hai cây, hàng không bị gục như là cái hàng lá dài các bác nhé. Ba cây, bốn cây, cây này cây anh em ạ. Năm cây, sáu cây, bảy cây, tám cây và cây thứ chín các bác nhé. Đó, các bác được hai giò rất là to luôn. Mã số 11, 110.000. Mã số 12 này em bán cho các bác 100.000 thôi. Được rất là nhiều cây các bác nhé. 1, này, cái đang giống, cái 2, nhỏ thôi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 cây các bác nhé. Đây. Cái dòng này nó bé như giống, các bác nhìn giống nó bé nhưng mà nó cũng đã rất là xuất sắc như này rồi các bác nhá. Đấy, các bác mua những cái hàng này về. Mã số 12 em bán cho các bác 100.000, 100.000 mã 12. Và mã số 13 cũng là 100.000, 110.000 các bác nhá. Nó dài hơn một chút, 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6, 7, 8, 9, 10 cây các bác nhá. Rất là xuất sắc luôn. Mã 13, 110.000. Mã số 14. Mã số 14 này thì 100.000. Một cây anh em này. 2, 3, 4 này. Các bác nhìn cái cây này. Rất là đẹp luôn. Nhỏ đang ra hoa rồi các bác nhá. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17 cây. 110.000 mã số 14. Xuất sắc luôn. Mã số 15, 15 này em bán cho các bác 110.000. Đây, một cây. Hai cây, các bác nhìn cây này tuyệt vời chưa? Ba cây, bốn cây, năm cây, sáu cây, bảy cây, tám cây, chín cây, mười cây. Các bác nhanh tay nhất ngay cái mã này, em xếp rất là đều, toàn những cây chỉ thiên rất là đẹp. Mã số 15, 110.000. Mã số 16, 100.000. Một, đây, cây này xếp rụt rịt luôn. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba cây các bác nhé. Mười ba cây mã số 15, à 16, 100.000. Mã 16, 100.000. Em đến với mã số 17. Mã số 17 này em bán cho các bác 9.000 thôi. Đây, một cây, hai cây, ba cây, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu cây các bác nhé. Đó, nó có những cái cây cả lá ngắn lá dài nên là em bán cho các bác mã 17 này 90.000 thôi. Và mã 18 này cũng thế nhá, mã 18 này cũng 90.000. Đây các bác nhìn lá nó hơi dài nên là nó em thấy nó cũng không đẹp bằng cái lá ngắn nên em bán rẻ cho các bác. Ba cây, bốn cây, năm cây, sáu cây, bảy cây, tám cây, chín cây, mười cây, chưa đến 10.000 một cây đâu các bác nhá. Đó, so với cái hàng lá ngắn thì nó không đẹp bằng thôi, nhưng mà hàng của nhà em hôm nay nó cũng rất là đẹp. Mã 18, 90.000. Mã số 19, 100.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 cây. Cái mã này em cũng bán cho các bác 90.000 đi. Mã số 19, 90.000 thì em sửa mã nhé. Mã số 20, mã số 20 này có ba cái cây này nó rất là xuất sắc này các bác này. 1 2 3 4 còn lá. Đẹp tuyệt vời luôn, thẳng đứng. Không bị vết các bác nhá. Một cây này. Hai cây này. Chồn lá ngắn. Ba cây này thì tuyệt vời luôn. Các bác nhìn ngoài hoa của nó này. Đó. 40 cm trên 40 cm các bác nhá. 1 2 3 4 5 6 cặp lá. Ba cây như thế này, em bán cho các bác 150.000, mã số 20. Mã 20, 150.000. Và mã số 21. 21 này em bán cho các bác 190.000. Một cây, hai cây, ba cây. Cây này là cây anh em các bác nhé. Bốn cây. Đây, cây này cây anh em này các bác này. Năm, sáu cây. Thẳng đứng như này các bác nhé. Thì các bác ghép lên lũa thì tuyệt vời luôn. Mã 21, 190.000 đồng. Đây, các bác được một ôm như này nhé. Mã số 22. Mã số 22 này em bán cho các bác 180.000. Một cây, hai cây, ba cây. Cây này tuyệt vời chưa? Bốn cây. Và cây thứ 5 các bác nhé. Hoa của nó này rất là dài luôn. Năm cây như này em bán cho các bác 180.000. Mã số 22. Mã 22, 180.000. Và mã số 23 em bán cho các bác 100.000. Đây, có cái cây này dáng dừa các bác nhé. Đấy, một cây, hai cây, ba cây. Và cây thứ 4 này. Đó, 4 cây như thế này. 100.000, mã số 23. Và mã số 24. À, mã 24. 24 quay được, kênh nguyên bản. Mã số 27. 27 em bán cho các bác 80.000. Cái này thì nó cũng có cây đẹp, cây vừa vừa. Đấy, thì em vét lại ở trong vườn còn những cây nào thì em bán cho các bác. Em bán cái mã này rất là rẻ nhá. 3 cây, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Đây, những cây này rất là đẹp này. 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27 cây như này em bán cho các bác 80.000 thôi nhá. 80.000 mã số 27. Hơn 1 cân chứ. Vâng, chỗ này hơn chỗ này 1 cân. À, và số mã số 26 của nhà em có cây khúc chồn nguyên bản là 1 2 3 4 5 cây. Đây một cái khúc như này. Đấy, vừa chặt về các bác nhé. Và một cái dề nguyên bản như này. Đây trong này có 2 4 có 5 cây, cũng 5 cây, mỗi bên là 5 cây các bác nhé. Em bán cho các bác 150.000 mã số 26. À, dạ vâng. Đây cũng là mã cuối cùng của nhà em. Em xin được cảm ơn các bác đã theo dõi hết video và đồng hành cùng gia đình nhà em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các video sau ạ.